Tuổi Ất Sửu 1985, trong 6 tháng đầu năm 2021, sự cố khó đoán. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Năm Sửu tượng trưng cho thành công sau khi trải qua bao gian khổ, nỗ lực. Người sinh năm này đáng tin, điềm tĩnh, có nguyên tắc, quy củ. Là một người làm việc cẩn thận, tích cực, không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc nhưng vẫn công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tính cách bất khuất, bướng bỉnh và suy nghĩ logic của anh ta được che giấu bằng vẻ ngoài đơn giản, chất phác và tề chỉnh, ngay ngắn. Sự thông minh, nhanh nhẹn, ẩn xấu dưới vẻ trầm lặng, kiệm lời, e dè. Về cơ bản, họ thuộc mẫu người hướng nội, song với bản tính mạnh mẽ, khi có cơ hội, họ liền trở thành một nhà diễn thuyết uy nghiêm, hùng hồn. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Ất Sửu 1985 sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy tới. Cô chú nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Vậy trong 6 tháng đầu năm 2021 Tân Sửu, tuổi Ất Sửu sẽ có những điều gì xảy đến? Và lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy dành cho quý tuổi Ất Sửu 1985 trong 6 tháng? Xin mời quý vị, cô chú và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, quý gia chủ đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Ngay bây giờ sẽ là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu trong năm 2021 6 tháng đầu năm. Năm 2021 là năm tuổi của Quý Mạng, sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy tới. Cô chú tuổi Ất Sửu nên có sự chuẩn bị kỹ càng, tránh bị sốc tâm lý. Bởi vì sẽ gặp khá nhiều trở ngại và thách thức khiến cô chú nên tránh những hành vi bốc đồng, nóng nảy để không bị vướng vào những điều thị phi, rắc rối. Tuy nhiên, đó cũng là thời cơ để cô chú rèn luyện bản lĩnh, trở thành một người giỏi giang và vững vàng hơn trước. Cho dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì đi nữa, cô chú tuổi Ất Sửu đều không được chủ quan. Trái lại, hành sự hết sức thận trọng mới tránh được họa bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao về cơ bản là bình ổn nhưng vẫn không thuận lợi cho lắm. Cô chú cần phải chú ý cách cư xử của bản thân, khiêm tốn lắng nghe góp ý của người đi trước, chớ coi nhẹ người đi sau. Chuyện tình cảm thì không có nhiều biến động. Cô chú nào còn độc thân, muốn tìm được nửa kia thì nên chủ động mở lòng. Sức khỏe khá ổn định, nhưng cô chú nên rèn luyện thường xuyên, đồng thời không nên giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Để có một năm bình an và gặp nhiều may mắn, thì quý gia chủ nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế, nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong 6 tháng đầu năm. Đầu tiên, về công việc làm ăn. 6 tháng đầu năm, cô chú tuổi Ất Sửu có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ. Cô chú có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực hơn khi đối diện với khó khăn. Nên dù có gặp những chuyện bất ngờ khó giải quyết, cô chú cũng không rơi vào trạng thái bị động thường xuyên như trước. Vì khi cô chú đã có sự cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ gặp được cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được sự tín tưởng của người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Cô chú không nên ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần phải tích cực, chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Bởi đó chính là cơ hội để cô chú rèn luyện và khẳng định giá trị của bản thân. Thầy Phong Thủy khuyên rằng để mọi việc phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, cô chú tuổi Ất Sửu 1985 nên mang bên mình vòng tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và các khí quý nhân giúp công việc hành thông thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, tiền bạc, tài chính. 6 tháng đầu năm, chuyện làm ăn kinh doanh của cô chú diễn ra không quá thuận lợi.
đường tài vận không quá hanh thông, có thể sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Nhưng nhờ có sự thông minh và tài giỏi, vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định. Cô chú có thể gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy, vì vậy chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi, thiếu chính xác, kẻo bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Cô chú làm công ăn lương ở cơ bản vẫn giữ được mức thu nhập ổn định. Nếu không ngừng cố gắng thì vẫn có cơ hội tăng chức, thăng lương, cải thiện mức sống. Thầy Gia Cát khuyên cô chú để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật này sẽ giúp tăng cường vận khí, tăng may mắn và chia tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới. Về mặt tình duyên, gia đạo, cô chú tuổi Ất Sửu chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận đào hoa không vượng, đường tình duyên lại thêm phần lận đận. Với những cô chú còn độc thân, cô chú sẽ gây ấn tượng với người khác giới, bị rơi vào vị thế khá bị động. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, cô chú có thể tìm được người thích hợp với mình. Tình duyên có phần hanh thông. Còn những ai đã lập gia đình, không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm, đôi khi hai người vẫn tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Trong khoảng thời gian này, cô chú nên đeo vòng tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, cần chú ý về mặt sức khỏe. Trong 6 tháng đầu năm, sức khỏe của cô chú tuổi Ất Sửu chịu tác động nhiều từ thái tuế, phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn. Điều phiền phức khiến cô chú tuổi Ất Sửu nảy sinh tâm lý tiêu cực. Nhất là với những người độc thân, càng sống thu mình, ít chia sẻ cảm xúc, không được phát tiết ra bên ngoài, nên càng u uất, bực dọc. Sau đó, liên tục xuất hiện cảm giác mệt mỏi, uể oải, chán ăn, cơ thể suy nhược rõ rệt. Bên cạnh đó, sức khỏe bị tác động do cục diện thái tuế, tuế can, tân kim, khắc ân mộc, nên cô chú cần đề phòng bị thương gân cốt. Cẩn thận khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hoặc lao động trên tay, lao động với máy móc vì sẽ dẫn đến tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc. Thầy phong thủy khuyên cô chú hãy mang bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh, vòng giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Ất Sửu dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Trong phần tiếp theo của video, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Đầu tiên là vận hạn tháng 1 âm lịch. Mặc dù trong năm 2021 chịu áp lực của thái tuế, nhưng khi bước vào tháng riêng, vận trình tuổi Ất Sửu khá ổn định. Có điều, tháng này khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn sẽ khiến cô chú bị căng thẳng, đầu óc. Điều này khiến sức khỏe có phần giảm sút, công việc bận rộn, áp lực công việc nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt. Đón tin vui trong chuyện tình cảm. Tiếp theo là vận hạn tháng 2 âm lịch. Tháng này, cô chú tuổi Ất Sửu chịu tác động khá mạnh của trực thái tuế. Hai phương diện là công việc và sức khỏe chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Cô chú đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc. Cô chú hành sự sẽ phạm phải sai lầm, ảnh hưởng xấu tới uy tín, sức khỏe giảm sút, tinh thần tiêu cực chiếm lĩnh, sẽ sinh bệnh về tinh thần. Nếu đi xa, sẽ dễ gặp bất lợi về sức khỏe, đề phòng, vướng kiện cáo, pháp luật. Vận hạn tháng 3 âm lịch. Do được quý nhân tam hợp giúp sức, công việc của cô chú tuổi Ất Sửu vẫn trên đà tiến triển không ngừng. Hơn thế, trong tháng có cục diện thiên ấn khắc sát, tài vận tuy có tăng nhưng không nhiều, kiếm được đồng tiền phải tất bật hơn trước. Ngoài ra, cô chú chi tiêu nhiều sẽ có hiện tượng phá tài, vậy nên cô chú cần cẩn thận hạn sông nước. Sang vận hạn tháng 4 âm lịch. Tháng này hội chiếu khá nhiều các tinh trợ lực, vận trình cô chú nói chung khá ổn định,
ít gặp xui xẻo, bất ngờ. Gặp việc khó, có quý nhân giúp sức, công việc cứ thế tiến hành khá suôn sẻ. Có điều, thời điểm này chưa thể tạo ra sự đột phá, gặp nhiều vất vả. Vào tháng 5 âm lịch, vận hạn của người sinh năm 1987, tháng 5 âm lịch, công việc của cô chú gặp nhiều may mắn, công việc vẫn trên đà khá thuận lợi, ý chí phấn đấu mạnh mẽ, khả năng cao sẽ được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Bên cạnh đó, được âm phù sương trợ, hợp tác làm ăn thuận lợi, thể trạng được cải thiện, gia đạo hài hòa, đón hỷ tín. Cuối cùng là vận hạn tháng 6 âm lịch. Cô chú tuổi Ất Sửu hết sức lưu tâm đến vấn đề sức khỏe, nhất là vấn đề về tiêu hóa và tai nạn bất ngờ khiến tứ chi chảy máu. Vậy nên, cô chú cần đề phòng tai nạn bất ngờ, hạn chế đi xa hoặc đi một mình, đề phòng bất trắc. Các mối quan hệ xã giao cũng sẽ có sự bất hòa, nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Ất Sửu trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi. Thứ nhất là sao hạn của cô chú tuổi Ất Sửu. Trong 6 tháng đầu năm, các chú tuổi Ất Sửu bị sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng Ất Sửu. Vậy thế nên dân gian mới có câu nam La Hầu, nữ kế đô để ám chỉ đây là các sao nặng với nam và nữ giới. Hung tinh này mang đến điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cử quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 âm lịch. Các chú thuộc mệnh mộc chịu ảnh hưởng nặng hơn mạng khác. Bên cạnh đó, các chú tuổi Ất Sửu gặp tiểu hạn tam kheo nên đề phòng chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Các cô tuổi Ất Sửu gặp phải kế đô chiếu mệnh, nên mạng Ất Sửu gặp sau này thường dễ bị tai ương, bệnh tật, tăng khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Các cô còn gặp phải hạn thiên tinh đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay, vạn gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Với nữ mạng mang thai lại càng phải thận trọng việc đi đứng, đề phòng bị té ngã. Thứ hai, luận hung căn niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Ất Sửu có thái tuế, phá thái và hoa cái họa tủ. Cung mệnh của cô chú tuổi Ất Sửu có thái tuế, pha toái và hoa cái tọa thủ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra, có dấu hiệu thị phi đeo bám, ăn nói cẩn trọng. Cung tam hợp thì có lộc tồn, long trì, phượng cát, giải thần, thiên phúc, hàm trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt, gặp người có quyền thế giúp đỡ, lợi cho tài lộc và ngoại giao. Tuy nhiên, còn có các hung tinh như tuần, triệt, bạch hổ, phi liêm, thiên khốc, thiên quan, quan phù mang tới trở ngại trong công việc, tin buồn trong gia đình, tai nạn bất ngờ, thị phi, kiện tụng. Cuối cùng là cung xung chiếu, gồm có đại hao, đối phá, thiên hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của, mất trộn, tiểu nhân quấy phá hoặc có bệnh trạng trong người. Nhìn chung, quý mệnh tuổi vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, cô chú cần phải có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự cố không thể dự đoán. Tuy nhiên, đó cũng là thời cơ để rèn luyện bản lĩnh, trở thành một người giỏi giang, vững vàng hơn. Các mối quan hệ xã giao về cơ bản là bình ổn nhưng vẫn không thuận lợi. Cần phải chú ý cách cư xử của bản thân, khiêm tốn lắng nghe góp ý của người đi trước, chớ coi nhẹ người đi sau. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động. Nếu người độc thân muốn tìm được nửa kia thì nên chủ động mở lòng. Sức khỏe của cô chú khá ổn định, chú ý rèn luyện, không nên giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được quý vị. Tới đây, video của kênh Phong Thủy Gia Cát xin phép được khép lại. Cảm ơn những chia sẻ từ những kiến thức bổ ích của thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để có thể đón nhận được những video chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.